kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lào Cai hiện có khoảng 3.200 hectare chuối. Tuy nhiên, phần lớn người dân trồng theo cách làm truyền thống hoặc học theo cách làm của người dân giáp biên giới với Trung Quốc. Cách làm này thiếu kiểm soát, gây khó khăn cho việc xuất khẩu cũng như tiêu thụ nội địa. Khi dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ chuối theo tiêu chuẩn Việt Gáp do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh thực hiện từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giúp hai địa phương là xã Nậm Chảy huyện Mường Khương và xã Trịnh Tường huyện Bát Sát xây dựng được vùng chuối theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Toàn bộ sản phẩm đều được doanh nghiệp cam kết tiêu thụ với lợi nhuận chia đôi tại mọi thời điểm. Theo tổng hợp từ ngành nông nghiệp, toàn tỉnh hiện có hơn 3.200 ha trồng chuối, tập trung chủ yếu ở huyện Mường Khương, Bát Sát và Bảo Thắng. Việc trồng chuối của nông dân xuất phát từ việc các hộ thuộc xã biên giới tự học nhau cách trồng và tiêu thụ sang nước bạn. Việc phát triển diện tích chuối nhanh trong khoảng từ năm 2013 đến nay đã khai thác tối đa diện tích đất nương đồi. Vì vậy, qua thực tế sản xuất, người dân đã có kinh nghiệm trong sản xuất chuối, bố trí được đất trồng và điều kiện khí hậu tương đối phù hợp. Những thói quen như phát triển diện tích một cách tự phát, thiếu quy hoạch hay như không tuân thủ các biện pháp kỹ thuật đã được khắc phục khi nông dân được tham gia mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ chuối theo tiêu chuẩn Việt Gáp, được thực hiện trong 2 năm 2019 và 2020. Xã Nậm Chảy, địa phương thuộc diện khó khăn nhất của huyện Mường Khương, bà con nông dân đang có cơ hội bán được chuối với giá cao hơn khi khai thác thêm cả thị trường nội tiêu. Được hướng dẫn kỹ thuật và tư vấn để hình thành các tổ hợp tác, nông dân các thôn đã biết cách trồng chuối đạt các tiêu chuẩn an toàn. Việc thành lập các tổ hợp tác là một mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân liên kết sản xuất từ quy mô nhỏ sang phát triển hàng hóa tập trung quy mô lớn. Tham gia liên kết, các thành viên thường xuyên được trao đổi, nắm bắt thông tin và tìm ra những giải pháp phù hợp cho sản xuất nhằm đảm bảo sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Một yêu cầu bắt buộc trong việc trồng chuối của nông dân đó là thực hiện bón lót trước khi trồng. Cách làm này hoàn toàn khác so với trước đây. Hơn nữa, toàn bộ bao gói thuốc bảo vệ thực vật được hướng dẫn thu gom, tránh ảnh hưởng đến môi trường và hạn chế gây nhiễm độc vùng đất trồng chuối. Bà con lại thực hiện theo chuối Việt Gáp vì bây giờ lại có quy trình của cách bón với lại thời lượng, thời gian cách ly của các thuốc bảo vệ thực vật. Cần đầu ra là chủ yếu. Thì nếu mà có doanh nghiệp nó thu mua giá cả nó ổn định thì dân nó mong như vậy. Giá trên tầm khoảng 5.000 đổ lên là dân nó sẽ kiểu là dân cũng sẽ cảm thấy là mình làm ra thì mình có công có sức trong đấy. Một trong những hộ dân tham gia dự án, gia đình anh Đặng Văn Thanh ở thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát đã được hướng dẫn nhiều biện pháp trong canh tác chuối. Đặc biệt khi liên kết với doanh nghiệp để trồng chuối, anh cũng được hỗ trợ giống chuối mô, hỗ trợ một phần phân bón và toàn bộ quy trình kỹ thuật trong trồng chuối theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tham gia vào tổ liên kết trồng chuối thôn Tân Tiến, anh Thanh cũng vận động bà con cùng thực hiện quy chế hoạt động. Đó là nội quy giám sát chéo, đôn đốc kiểm tra theo dõi việc ghi chép nhật ký sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng dẫn của các chuyên gia tư vấn Việt Gáp và cán bộ kỹ thuật. Trong khuôn khổ mô hình, nông dân được hỗ trợ phân tích 40 mẫu đất, 20 mẫu nước đối với toàn bộ diện tích chuối sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Kết quả phân tích các mẫu đều có hàm lượng kim loại nặng dưới ngưỡng quy định. Nguồn nước đảm bảo cho sản xuất là điều kiện để diện tích chuối được cấp mã số vùng trồng, có tem truy xuất nguồn gốc điện tử. Mô hình này cũng hoàn tất hồ sơ để cấp giấy chứng nhận cho 200 ha theo tiêu chuẩn Việt Nam năm 2017 về tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Giấy chứng nhận này có giá trị duy trì từ nay cho đến hết năm 2023. Mặc dù nhận thức của các hộ tham gia không đồng đều, nhưng những nông dân như anh mong muốn được doanh nghiệp đưa ra một giá sàn trong năm để bà con xây dựng kế hoạch sản xuất. Ví dụ bây giờ giá sàn bà con đang bán có lúc 7.000, có lúc 3.000. Nhưng bây giờ cưa đôi thì ví dụ 5.000. 5.000 chốt trong một năm thì bà con này chẳng mừng quá. Đấy, cứ chốt 5.000 chẳng hạn. Thì cái đấy thì là nếu mà có những công ty doanh nghiệp mà làm được cái việc này thì bà con yên tâm sản xuất. Tức là mình đã biết cái giá cả sản phẩm của mình rồi thì mình mới cân đối để mình đầu tư, mình chăm sóc được. Được hướng dẫn canh tác chuối theo quy trình, sản phẩm chuối quả của các tổ liên kết được cấp mã truy xuất nguồn gốc điện tử, được kiểm tra lấy mẫu sản phẩm để phân tích các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm theo quy định và được cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là những điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân, là cơ sở để địa phương tiếp tục mở rộng phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp bền vững.
Trên mỗi thùng chuối xuất khẩu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Bằng đã in mã vùng trồng để việc thông quan được nhanh chóng hơn khi xuất khẩu hoặc khi bán trong nước. Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng cũng thuận lợi khi đưa vào hệ thống siêu thị cả nước. Theo tính toán của đơn vị thực hiện dự án, chi phí sản xuất chuối theo tiêu chuẩn Việt Gáp thấp hơn so với cách làm truyền thống của nông dân, bởi giảm chi phí về sử dụng phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật. Người dân sử dụng đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đạt hiệu quả cao khi sử dụng. Năng suất chuối bình quân đạt 30 đến 31,5 tấn một hecta, cao hơn so với sản xuất thông thường từ 5 đến 6,5 tấn một hecta. Ngoài ra, trồng chuối Việt Gáp còn cho tỷ lệ quả đồng đều cao, tỷ lệ quả loại 1 đạt tới 90%, trong khi cách trồng thông thường chỉ đạt 50 đến 60%. Năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc xuất khẩu chuối có giảm cả về sản lượng và giá bán, nhưng với giá bình quân khoảng 5.000 đồng mỗi kg thì mỗi hecta nông dân cũng có tổng thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Bằng là đơn vị đã thực hiện ký hợp đồng trực tiếp với hộ nông dân trồng chuối với tổng số trên 600 hecta. Để liên kết bền chặt với nông dân, doanh nghiệp đang thực hiện ký hợp đồng trực tiếp đến từng hộ dân. Đồng thời, minh bạch giá bán, từng khoản chi phí, cùng nông dân hoạch định kế hoạch sản xuất. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sẽ được chia đôi. Cách làm này đang thắt chặt mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân khi mà thị trường ngày càng đòi hỏi những tiêu chuẩn cao hơn trong sản xuất an toàn. Ký hợp đồng với dân là 7 năm, mình một chu kỳ chuối. Dân thì bỏ công sức lao động ra, bỏ đất ra. Còn phía doanh nghiệp thì hướng dẫn kỹ thuật từ đầu đến cuối, từ lúc đầu mới trồng đến lúc sản phẩm thành bán. Ký hợp đồng là từng hộ một, công ty với lại người dân cùng tìm thị trường để xuất khẩu hoặc là bán trong nước. Nếu mà giá bên Trung Quốc mà cao hơn thì mình bán sang bên đấy. Nếu Việt Nam giá cao mình bán Việt Nam. Khi mình có được cái tem rồi sang bên Trung Quốc thì họ nhập cái mã vùng trồng với cái mã cơ sở đóng gói vào là họ biết được cái đấy là chuối ở đâu, cho công ty nào đóng gói thì họ rất tạo điều kiện để cho mình xuất khẩu. Thực tế vùng sản xuất chuối chủ yếu trên đất đồi dốc, giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Do tất cả các vùng trồng chuối trong tỉnh chưa có các đường nội đồng, đường liên vùng để vận chuyển vật tư phân bón và thu hoạch sản phẩm. Mặc dù vùng sản xuất chuối tương đối lớn và đã được cấp mã vùng trồng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tuy nhiên trên thực tế mới có 215 trong tổng số 3.209 ha chuối, chiếm 6,7% diện tích được chứng nhận Việt Gáp. Trong khi thị trường xuất khẩu yêu cầu ngày càng khắt khe hơn về xuất xứ, nguồn gốc, tiêu chuẩn, chất lượng. Việc phát triển sản xuất chuối an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp có ý nghĩa rất lớn về mặt xã hội, khai thác được tiềm năng thế mạnh về đất đai, thu hút được các thành phần lao động của địa phương tham gia sản xuất. Từng bước xây dựng mô hình nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Phải hình thành tổ nhóm, liên kết sản xuất và tạo ra vùng hàng hóa sản xuất có cái quy mô lớn thì chúng ta khi mà đánh giá thì cái chi phí nó mới rẻ. Đấy. Chứ còn nếu mà chúng ta đơn lẻ thì sẽ không làm được. Trong quá trình triển khai thực hiện giữa người dân với doanh nghiệp thì cần có cái sự rõ ràng và công khai những cái vấn đề và liên quan đến vấn đề về mặt thị trường, liên quan đến vấn đề các chi phí trong sản xuất. Thì từ đó thì sẽ giúp cho doanh nghiệp với người dân nó ký kết với nhau được bền vững hơn và hiệu quả hơn và nó sẽ dễ chia sẻ với nhau trong cái vấn đề về mặt thị trường. Các hộ tham gia dự án được tiếp cận với cách thức tổ chức sản xuất mới, đó là việc sản xuất theo tổ nhóm, mọi việc được bàn bạc dân chủ trước khi thực hiện. Có sự giám sát lẫn nhau và đặc biệt khi tham gia các tổ nhóm còn tạo ra sức mạnh để bảo vệ quyền lợi, lợi ích của người sản xuất. Các hộ được chuyển giao ứng dụng các khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất giúp nâng cao dân trí, nâng cao ý thức, nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân, góp phần duy trì và nâng cao tiêu chí thu nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đối với các hộ nông dân tham gia dự án và các tổ hợp tác sẽ tiếp tục duy trì vừa là đầu mối, vừa là hạt nhân trong sản xuất, duy trì diện tích sản xuất theo quy trình đã được cấp giấy chứng nhận, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn các hộ dân khác ở thôn lân cận làm theo. Tới đây, chương trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.